hello xin chào tất cả mọi người hôm nay Neo sẽ nói về tất cả các sản phẩm này hello, xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Neo trong video ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy là cái tiêu đề là các nhóm mỹ phẩm mà một người cần phải có trong chu trình skincare của các bạn ha thì kinh nghiệm của Neo á, thật ra thì nó không có quá nhiều nhưng mà cũng đủ để chia sẻ với tất cả mọi người trong một khoảng thời gian 5 năm Neo sử dụng các sản phẩm skin care Và à, muốn chia sẻ với mọi người là à, mọi người cần chuẩn bị những gì và những sản phẩm skin care nào thật sự cần thiết và cần nên có trong à, quy trình chăm sóc da của mọi người ha Và cái nhóm đầu tiên mà Neo muốn chia sẻ và đề cập đó chính là cái nhóm Vitamin C tại sao trong chương trình skincare của các bạn phải có vitamin c tác dụng của vitamin c thì ai cũng biết được rồi đúng không khi mà lên da nó sẽ giúp uh, chống lão hóa và làm mờ uh, thâm cũng như là làm sáng da làm đều màu da thì các dạng thức của vitamin c thì mọi người có thể uh, tìm mua những dạng phả, sản phẩm có thể là serum nè ha thì trước mắt uh, mọi người có thể thấy là vitamin c nó đều ở dạng serum hết thì uh, có dòng bình dân cho tới dòng cao cấp ha ok thì uh, vitamin c là một cái thành phần không thể nào không thể không có trong cái chu trình skin care của các bạn nếu các bạn muốn chống lão hóa cũng như là cái da của các bạn nó gặp các vấn đề về thâm nè sạm nè sao mụn thì các bạn nên đầu tư vitamin c ha thì cái sản phẩm này là cái nhóm đầu tiên mà neo muốn đề cập nhóm sản phẩm thứ hai đó chính là retinol trong một chu trình skincare thì tất cả các bác sĩ và à, dược sĩ đều khuyên mọi người là cần phải có retinol. Nếu như cái độ tuổi mà thích hợp nhất để sử dụng retinol là từ 25 tuổi trở đi để mọi người à, chống lão hóa da thì mọi người cần đầu tư retinol nha mọi người. Thì retinol dạng thức của nó sẽ chủ yếu là ở hình thức về dạng cream, tức là dạng kem á. Thì trên tay Neo sẽ có cái retinol này là vừa làm kem dưỡng ẩm, vừa là... Uh, serum uh, nó bao gồm rất là nhiều chức năng hoặc là mọi người có thể đầu tư một cái tiếp retinol chuyên biệt luôn retinol nó có sẽ có những cái nồng độ khác nhau 0.25 0.5 và 1 chấm thì uh, cái 1 chấm là một chấm là cái cao nhất cái nồng độ cao nhất cũng như là cái sản phẩm vừa kim kem dưỡng hoặc là chứa có retinol luôn ha mọi người thì uh, đây là một cái thành phần vàng và mọi người cần nên có trong routine của mình ha thứ ba là cái nhóm mà thật sự rất là cần thiết khi mà mọi người sử dụng serum vitamin c và retinol xong thì mọi người sẽ có một cái bước gọi là bước khóa ẩm thì cái uh, nhóm thứ ba mà neo yêu cầu mọi người và khuyên mọi người cần phải có đó chính là kem dưỡng ha thì kem dưỡng nó sẽ có rất là nhiều dạng nó sẽ là dạng gel nè dạng cream ha thì uh, đây là một số loại kem dưỡng mà các bạn có thể tham khảo của la roche posay đây là kem b 5 có tác dụng là uh, dưỡng ẩm cấp ẩm và làm dịu da rất là tốt luôn hoặc là kem dưỡng này của Clarins uh, chủ yếu là cấp ẩm nha mọi người kem dưỡng Clarins uh, cái Midnight Blue common Cream này á là nó vừa cấp ẩm nó vừa làm dịu da và nó vừa chống lão hóa luôn trong đây nó có thành phần chống lão hóa rất là cao hoặc là mọi người có thể uh, đầu tư cao cấp hơn đó chính là cái kem dưỡng số 6 của Obagi ha đây là cái kem dưỡng cái những cái bạn nào mà da treatment á những cái bạn nào mà lăn kim hoặc là phi kim hoặc là sử dụng những cái sản phẩm mà nồng độ cao á thì để vô cái em này các bạn sử dụng cái em này nó rất là dịu và êm sáng hôm sau là mọi người sẽ thấy là da của các bạn nó rất là dịu luôn hả đây là một số loại kem dưỡng mọi người có thể tham khảo nhóm cuối cùng đó là cái nhóm thứ tư là cái nhóm có thể nói là con ác chủ bài cũng rất là quan trọng và rất là nhiều người người ta không có sử dụng cái bước này thật sự nó nói thì mọi người đều biết là cái bước sử dụng kem chống nắng là cái bước cuối cùng nó nói có thể nói nó rất là quan trọng luôn tất cả các sản phẩm mà nãy giờ chúng ta dùng là serum vitamin c nè retinol hoặc là à, kem dưỡng. Nếu các bạn không có bước kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình thì những cái công của các bạn chăm sóc từ đầu á thì nó sẽ hoàn toàn là trở thành công cốc hết. Bởi vì sao? Kem chống nắng ngoài tác dụng là à, chống tuV cho các bạn nó còn giúp cho các bạn hỗ trợ cho các bạn là à, giúp cái sản phẩm ví dụ như là vitamin C nó hoạt động cao nhất à, và tốt nhất ha. Thì à, cái sản phẩm Anessa mà các bạn dòng cho chống nắng của Anessa thì Neo rất là thích luôn và Neo rất là khuyên mọi người bởi vì á nó vừa có dạng uh, milk tức là dạng sữa ha đây dành cho da nhạy cảm nè màu vàng đồng này dành cho da mụn ha uh, màu trắng này ba cái tiếp này nó là dạng gel nha mọi người 90 g thì màu trắng này là cấp ẩm nè vừa dưỡng trắng nè đây rất là phù hợp cho da khô tiếp theo là tiếp vàng đồng này là uh, cũng là cấp ẩm luôn nhưng mà dành cho da dầu nha mọi người Tiếp theo là tiếp màu xanh này, đây là mẫu mới 2021 của Anessa, thì cái mẫu này nó vừa mới tung ra nhưng mà nó làm cái việc rất là tốt. Thứ nhất là nó dành cho da cực kỳ nhạy cảm và da em bé, dạng gel, kìm dầu, à, bảo vệ da khá là tốt nếu như dành cho những bạn ở trong nhà. Hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm cái dòng cao cấp hơn, đó chính là cái dòng sản phẩm kem chống nắng của Image. Thì cái Image là cái kem chống nắng... À, vật lý nha mọi người trong đây có uh, cái mùi rất là thơm luôn và neo uh, xài cái này neo khá là ưng và tiếp theo là cái kem chống nắng dành cho body thì uh, đó những sản phẩm mà uh, chống nắng á thì neo sẽ dùng uh, ví dụ như của Neutrogena china neo sẽ dùng cho body uh, tay uh, phần cổ và cái phần uh, nói chung là phần phía dưới của dưới mặt ha alright thì uh, trong bốn cái uh, bước neo uh, uh, khuyên chia sẻ với mọi người thì mọi người nên đầu tư ha làm gì thì làm cũng có bốn cái bước cơ bản đó để cho cái chu trình skin care của các bạn nó hoàn hảo hơn nếu những bạn nào mà đang ở đứa tuổi là bắt đầu lão hóa thì cái lứa tuổi đẹp nhất để sử dụng những sản phẩm vitamin C retinol à, kem chống nắng và À, kem dưỡng thì mọi người nên bắt đầu à, dùng từ năm 25 tuổi trở đi ha. Bởi vì sau năm 30 tuổi thì mọi người sẽ thấy là da các bạn đã à, khắc phục được khắc phục rất là nhiều nếu các bạn sử dụng skincare sớm. Và video hôm nay cũng đây là chia sẻ cũng đây là tạm dừng ha. Rất cảm ơn mọi người. Và nếu mọi người có thắc mắc hoặc có comment gì thì mọi người có thể để dưới phần bình luận Nếu sẽ tranh thủ trả lời sớm nhất có thể. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.